Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chuyên ngành rất là hot của trường mình, đó là ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí. Để tìm hiểu về ngành học này mà các bạn hãy theo chân chúng mình nha. Với chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí tại FPT Polytechnic thì các bạn sẽ được học đến 70% là thực hành. Chủ yếu là tại các công ty, xí nghiệp, xưởng cơ khí, đặc biệt là tại công ty KVIB. Học nghề cơ khí, sinh viên ra trường sẽ biết cách ứng dụng các phần mềm AutoCAD, AutoCAM trong lĩnh vực thiết kế cơ khí để xây dựng được bản vẽ, thiết kế các sản phẩm cơ khí, thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết cơ khí. Nhiều người nghĩ rằng làm cơ khí là một nghề rất vất vả, nặng nhọc, lắm lem. Tuy nhiên đó chỉ là quá khứ, giờ đây máy móc đã thay thế sức người. Khi học công nghệ kỹ thuật cơ khí, bạn sẽ biết cách để vận hành, lắp ráp, bảo trì các thiết bị cơ khí như máy gặp, máy tiện, máy phay CNC và biết giải quyết những vấn đề liên quan đến máy móc, thiết bị trong quy trình sản xuất. Sau 2 năm 4 tháng học tại trường cao đẳng FPT Polytechnic, sinh viên có cơ hội làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp có sử dụng các dây chuyền công nghệ và thiết bị cơ khí, phục vụ trong các lĩnh vực như máy bay, ô tô, hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, máy móc và thiết bị sản xuất. Ngoài ra, bạn có thể làm công tác chuyên môn hoặc giảng dạy thuộc lĩnh vực cơ khí tại các cơ sở đào tạo nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp. Sinh viên ra trường có cơ hội đi lao động hoặc du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Chỉ cần đậu tốt nghiệp trung học phổ thông là các bạn đã đủ điều kiện nhập học tại trường cao đẳng FPT Polytechnic. Nếu muốn biết thêm thông tin về trường cũng như về ngành, hãy nhanh tay đăng ký nhé!